các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn thiết kế và tính toán cái tụ gốm trong cái mạch nguồn hạ áp của cái đèn LED mà công suất thấp nha các bạn. Thì có một bạn xem kênh YouTube của mình á, các bạn đó hỏi là trong cái mạch nguồn hạ áp của cái đèn LED 7W các bạn đó bị cháy con điện trở, các bạn không biết thay giá trị con điện trở bằng bao nhiêu. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tính toán các giá trị tụ điện, tụ gốm nè các bạn. Đây là một cái con tụ gốm mình đã hạ áp. Đồng thời mình sẽ nói về các giá trị điện trở thông thường trong cái mạch đèn LED công suất thấp, để mà các bạn có thể khi mà cái con điện trở này trên linh kiện á nó bị cháy là các bạn có thể tự thay thế được nha. Như các bạn cũng đã biết á, cái mạch nguồn cung cấp cho đèn LED á thì có hai loại. Một là cái nguồn LED driver như thế này. Đây là bao nguồn LED driver nha các bạn. Hai á, người ta thường sử dụng á là cái mạch nguồn hạ áp. Mấy cái nguồn LED driver này á nó thường dùng cho cái mấy cái đèn công suất lớn nha các bạn, hoặc là mấy cái đèn mà đèn LED ốp trần á thì nó yêu cầu là dòng ra ổn định, có ra ổn định. Thì người ta hay thường dùng cái mạch nguồn LED driver này. Thì nó hay có trong cái đèn LED bulb nè, LED bulb 30W nè, hoặc là đèn LED tiếp LED T8 á, hoặc là tất cả các đèn LED ôm trần á, nó đều dùng cái nguồn LED driver này. Còn đối với những cái đèn LED mà công suất nhỏ, ở đây á, mình sẽ có một cái đèn LED 9W nha các bạn. Bên trong này nó không sử dụng nguồn LED driver mà nó sẽ dùng một nguồn hạ áp. Ngoài ra nó còn có đèn LED 7W nữa các bạn. Khi mà các bạn mở ra các bạn sẽ chữa, các bạn nhìn trong đây á, nó cũng có một cái đèn mạch nguồn hạ áp nha các bạn. Cái mạch này khá đơn giản nha, nó chỉ có linh kiện, quan trọng nhất là cái con tụ hạ áp hay tụ gốm. Đây là đèn 7W, còn một số cái đèn như cái đèn LED bulb và 3W nè các bạn, bên trong cũng tương tự như vậy, là có sẽ có một con tụ để hạ áp ha. Hoặc các bạn thường dùng cái đèn LED nến á, đèn LED nến y như vậy, thì bên trong nó cũng tư thiết kế design tương tự, lại sẽ dùng mạch hạ áp chứ không dùng nguồn LED driver nha các bạn. Thế thì mạch nguồn hạ áp á, nó được thiết kế và tính toán như thế nào trong cái đèn LED? Thì sau đây mình sẽ nói về các bước và sơ đồ mạch của cái mạch nguồn hạ áp nha các bạn. Đây là cách thiết kế và tính toán cái tụ gốm cho mạch nguồn hạ áp. Cái tụ gốm này là tụ gì? Đây cái tụ màu đỏ nè các bạn. Khi các bạn tháo mạch ra, các bạn nhìn trong mạch đó là có cái con tụ màu đỏ này. Bên trong là gốm nha các bạn. Thì nó nói chung là cái vật liệu của nó là gốm. Đây là những con tụ là không phân cực chân bạn, có nghĩa là không có cực tính nha. Nó sẽ cho cái dòng AC đi qua, dòng điện xoay chiều đi qua. Thì đây là một cái sơ đồ mạch của cái mạch nguồn hạ áp nha các bạn. Cái này vẽ trực tiếp trên cái bo mạch luôn nha. Như ở đây á, các bạn nhìn thấy không, sẽ có một con tụ gốm nè, nó kết hợp với một con điện trở. Thì cái này các bạn khi mà các bạn dò mạch đó thì các bạn sẽ thấy nó mắc song song với nhau. Còn nó đi qua, sau đó nó đi qua một cái cầu phân áp. Cầu phân áp có thể là 4 con diode rời như 4007 á. Thì các bạn có thể tra cứu thử nha. Thì cái con 4 con diode chỉnh lưu là 1N4007. Và nên nếu không có thì ở đây nè, nó dùng linh kiện dán ha. Cái này thay thế cho 4 con điện diode nha các bạn. Thì tiếp theo á, nó sẽ có một con tụ này, tụ C2. Đây là cái tụ này các bạn. Nè, trong mạch chỉ có 2 con tụ thôi. Tụ lọc nguồn nha các bạn. Lọc nguồn sau chỉnh lưu nó ra. Và các bạn sẽ xem xét thấy có một con điện trở R2. Thì khi mà các bạn sử dụng cái mạch hạ áp này á,
thì nó sẽ có những ưu nhược điểm riêng nha các bạn. Ở đây mình liệt kê ra các ưu nhược điểm. Ưu điểm của nó rất dễ làm và rất dễ thiết kế. Các bạn nhìn trong mặt không? Các bạn có thể tự nhắm mắt, có thể tự vẽ ra cũng được. Nó chỉ gồm một con tụ nè, mắt phía trước cầu diốt, rồi xong bắt thêm con tụ lọc nguồn nữa nó ra. Còn mấy con chở này các bạn, R1 nè, R2 nè, R3 nè, là nói chung là mấy con tụ coi như R1, R2 á, nó có tác dụng xả điện cho mấy cái tụ này nha các bạn. Còn R3 giống như điện trở hạn dòng á. Thì linh kiện trong mạch đó rất đơn giản nha bạn, chỉ có vài cái linh kiện thôi. Thì ưu điểm của cái mạch này á là nó rất dễ làm. Cái thứ hai là nó rất dễ thiết kế. Một điểm ưu điểm của nó nữa là cái giá thành sản xuất rẻ nha các bạn, rẻ hơn nhiều so với mạch nguồn led driver. Thì linh kiện của nó các bạn nhìn thấy không, có vài con linh kiện thôi so với cái mạch nguồn led driver của mình đó. Nào là cái tụ lọc nguồn, nào mấy con tụ lọc nguồn nè, rồi IC 8 chân dao động nè các bạn, IC dao động, rồi còn có cục dây nữa, còn mấy giắc nối nữa các bạn. Thì nó chi phí mà sản xuất ra cái bo nguồn led driver này á là cao hơn nhiều so với cái mạch nguồn hạ áp này nha các bạn. Vì mạch nguồn hạ áp này nó gắn trực tiếp trên bo luôn, rồi nó đấu với led luôn, nên cái giá chi phí mà sản xuất cái mạch nguồn hạ áp này rất rẻ ha. Còn nhược điểm ở đây các bạn, đây là cái mạch nguồn không cách ly nha các bạn. Không cách ly nghĩa là sao? Có nghĩa là cái mạch nguồn này á, các bạn thấy không, nhìn trực tiếp là nó bình thường á, mạch nguồn như giống như mạch nguồn switching á, nó sẽ có một cái biến áp xung các bạn, nó cách ly ra phần sơ cấp riêng, phần thứ cấp riêng. Còn ở đây nó trực tiếp luôn nha các bạn, nên cái khả năng giật á, điện khi mà các bạn không cẩn thận, các bạn đo đạc hoặc là chạm vô á, là nó giật, khả năng bị giật rất cao nha các bạn. Còn cái vấn đề thứ hai á, mình nói sẽ nói về cái cường độ dòng điện nha các bạn. Cường độ dòng điện đối với mạch nguồn hạ áp này á, nó sẽ nhỏ, rất nhỏ ha, nên cái phạm vi mà ứng dụng cái mạch nguồn hạ áp này rất thấp. Nó nói chung sử dụng trong một số ít lĩnh vực thôi, chứ nói chung không được sử dụng phổ biến rộng rãi, tại vì cái dòng ra các bạn nó thấp ha. Rồi tiếp theo đây mình sẽ nói sơ qua về cái sơ đồ nguyên lý của nó nha các bạn. Các bạn nhìn trong mạch nè, cái quan trọng nhất là cái con tụ C1 nè các bạn. Nó có tác dụng hạn dòng nha các bạn. Nó là một con loại tụ gốm không phân cực, và nó sẽ cho dòng AC đi qua. Phía trước con tụ này các bạn, nhiều mạch nó sẽ có một con cầu chì bảo vệ. Còn như một số nó sẽ không có con cầu chì này nha các bạn. Tương tự như cái con R3 này hạn dòng nha các bạn. Một số mạch đó thì nó không có, một số mạch sẽ có. Cái con R3 này á, có một bạn hỏi mình á, khi mà con điện trở này nó bị cháy, mà các bạn không, nó cháy đen thui à, hoặc là nó bị đứt á, các bạn không biết con giá trị bao nhiêu, thì mình nói các bạn á, là các bạn nên lấy cái giá trị khoảng 10-20 ohm cho mình, là cái giá trị tiêu chuẩn của nó nha các bạn. Mình chỉ nói chung là hạn dòng thôi. Thì lúc trước mình đã trả lời comment của bạn rồi. Bây giờ nếu mà bạn xem lại video này á, thì các bạn có thể lấy cái giá trị con điện trở khoảng 10-20 ohm cho mình ha. Các bạn gắn vô thay cái giá trị mà con điện trở mà các bạn cháy, mà các bạn mất cái giá trị chỉ số mà các bạn không biết cái giá trị bao nhiêu nha các bạn. Các bạn thay cái con R3 này bằng giá trị 10-20 ohm cho mình là ok ha. Còn một số mạch á, các bạn nhìn thấy trong mạch á, nó sẽ không có cái con điện trở R3 này luôn, thì các bạn có thể câu nối tắt luôn nha, không cần con điện trở này luôn. Còn đối với cái mạch này á, cái dòng AC nó sẽ qua cái tụ C1, qua đến cái nút này á, nó vẫn còn dòng AC nha các bạn. Điện trở R1 này nó có tác dụng là xả điện giúp tụ C1. Nếu mà cái con điện trở này không có nha các bạn, các bạn sờ vô, các bạn cắt nguồn vô á, từ trong quá trình các bạn cắm điện nha, 220 vô á, là cái tụ C1 này là sẽ được nạp. Mà khi mà các bạn rút điện ra mà các bạn sờ vô á, mà các bạn không có con điện trở R1 này, nó sẽ xả được điện cho tụ C1, thì các bạn sờ vô sẽ bị giật nha các bạn.
thì trong mạch đó cái con C1 á nó sẽ sụt áp, nó giảm điện áp đáng kể nha các bạn. Là cái con linh kiện chính nó sẽ giảm áp, và đến đây cái dòng điện của mình đó là vẫn còn AC. AC nó sẽ đi qua cái cầu chỉnh lưu, qua đây nó sẽ chỉnh lưu từ AC thành DC và qua được lọc nguồn sau chỉnh lưu là nhờ cái con tụ C2. Cái tụ C2 nè, con tụ màu đen nè các bạn. Con tụ này á là tụ phân cực nha các bạn, nó có hai cực tính cộng trừ âm dương ha. Chân trừ nữa các bạn, chân trừ là chân âm, còn không ghi chú gì đó là chân dương nha các bạn. Ngoài ra cái con điện trở R2 á, nó mắc song song với cái tụ C2 này, nó có nhiệm vụ gì? Nó chính là cái tác dụng là một tải giả. Đối với trường hợp mà các bạn khi mà nó hở mạch đó, hở mạch thì nó là tải giả nha các bạn. Thì tụ C2 sẽ đạp đầy và nó xả qua cái con điện trở R2. Nó vừa có tác dụng là tải giả mà vừa là có tác dụng giúp cái con C2 này nó xả điện. Thì khi mà các bạn thiết kế mạch á, các bạn phải biết được cái điện áp nó ra của nó bao nhiêu nha các bạn. Như cái tải của các bạn á, mấy con led này nè, thì các bạn thiết kế nó khoảng là 12V hoặc là 24V hoặc là bao nhiêu đó thì các bạn có thể tính toán được trước nha. Rồi cái con tụ C2 này á, cái điện áp của nó sẽ tương ứng với mình giả sử là cái điện áp của các bạn á, các bạn thiết kế lúc đầu là điện áp nó ra khoảng 12V DC đi, 12V. Thì cái điện áp của tụ C2 này á, các bạn có lấy cái điện áp cái VC2 này, nó phải lớn nha các bạn, lớn hơn 12V ha. Nó các bạn ví dụ có thể lấy là tầm 16V hoặc là 24V, 25V gì đó. Đây là cái điện áp làm việc của nó nha các bạn. Như đây nè, các bạn nhìn thấy á, trên đây các bạn thấy không, nó thiết kế đây là ghi 50V nè các bạn, là cái điện áp làm việc của nó ha. Các bạn lưu ý cho mình cái điện áp này đối với cái mạch đèn mà 7W á, nó cũng tương tự nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không, ở đây nó ghi có ghi là 100, khoảng 100V nha các bạn. Thì các bạn lấy cái giá trị điện áp của cái tụ này á, nó phải cao hơn cái điện áp mà ngõ ra mà các bạn tính toán nha. Tại vì nếu mà các bạn lấy điện áp mà thấp hơn á thì nó sẽ dễ gây điện tự là nóng tụ và phồng tụ nha các bạn, đồng nghĩa có thể gây nổ tụ nha. Tại vì cái điện áp làm việc của nó nhỏ hơn cái điện áp VR ngõ ra, nên nó sẽ gây ra hiện tượng là nó phồng rộp tụ hoặc là nó gây nổ tụ nha các bạn. Nên các bạn chú ý cho mình cái điện áp làm việc của nó nha. Cái điện áp làm việc của cái tụ C1 tương tự y hệt như vậy. Các bạn lựa chọn cho mình á, mình giả sử nha, cái ngõ vào của mình á là 220V, thì các bạn có điện lựa chọn cái giá trị mà điện áp làm việc của nó á, là khoảng 400V trở lên nha các bạn. Các bạn nhìn trên tụ này nè, nó sẽ ghi cái giá trị làm việc của nó của tụ. Ở đây nó hơi mờ nè các bạn thấy không? Ở đây nó cứ ghi 400V nha các bạn, số 400 nè. Các bạn cứ để ý quan sát cho mình á, cái điện áp làm việc của nó phải cao hơn cái điện áp ngõ vào AC 220V nha các bạn. Tại bẻ nó không được, tại vì đây nè. Đó các bạn chú ý cho mình, đây nó ghi nè các bạn. 105G nè, 400V nè các bạn. Tại cái điện áp này phải lớn hơn cái điện áp 220V ngõ vào nha. Tiếp theo á, mình sẽ nói về cái giá trị của con điện trở R1 và R2 nha các bạn. Thì mấy R3 mình đã nói rồi, các bạn nên lựa chọn cái giá trị là 10-20 ohm. Thì nó cũng nói chung là cũng có tác dụng hạn dòng thôi, làm cho cái mạch này nó mát hơn thôi nha các bạn. Còn cái giá trị R1 và R2 bên mạch đó, chiều của mấy đèn led này các bạn, thông thường nó sẽ thiết kế nó lấy hai giá trị bằng nhau,
R1 bằng R2. Và cái lấy giá trị của nó là khoảng 334 nha các bạn. Các bạn nhìn trên mạch á, ở đây nó ghi 334 mà các bạn. Mới có link cái dán nè. Hoặc các bạn có thể lấy cái điện trở nó có giá trị cao hơn nha các bạn. Nhưng mà cái giá trị limit á, giới hạn của nó là 334 trở lên nha các bạn. 334 á, có nghĩa là 33 x 10 mũ 4. Số 4 này là cái 10 mũ nha các bạn, 10 mũ 4. Đơn vị là của mình là ohm thì mình tính được là khoảng 330 kg trở lên. Và khi mà các bạn thiết kế mạch đó, các bạn nhớ lấy cái giá trị điện trở là khoảng 330 kg trở lên nha các bạn. Là các bạn nhắm mắt các bạn quốc đại hai cái con R1 và R2 330 kg cho mình ha, trở lên. Hoặc là các bạn không có điện trở này, các bạn có lấy chỉ số cao hơn cũng được nha các bạn. Thì đó, cái R1, R2 á, nó có tác dụng là giúp cái tụ C1, C2 xả điện thôi. Khi mà các bạn cấm điện vô á, thì mấy tụ này nó nạp điện nè. Mà khi các bạn rút điện ra á, mà các bạn vô tình các bạn sờ vô nó sẽ bị giật. Nên các bạn, cái tụ này sẽ giúp xả điện. Mà các bạn sờ vô sau khi mà các bạn rút phích cắm ra, nó sẽ không bị giật nha các bạn. R1, R2 ha. Và là cái mạch này cũng khá đơn giản nha bạn. Nói chung không có gì khó, mình đã vừa trình bày cho các bạn á cái sơ đồ nguyên lý và sơ đồ hoạt động là cách rồi cách lựa chọn cái giá trị R1, R2, R3 ha. Và cái điện áp làm việc của tụ C2 nè. Và cái dung của nó luôn nha các bạn. Còn cái quan trọng nhất á là mình tính toán làm sao cái tụ C1 này cái giá trị bao nhiêu để mình thiết kế mạch. Tiếp theo đây mình sẽ nói về cái cách mà các bạn tính được cái giá trị của mấy con tụ gốm này các bạn. Tụ bộ đỏ ha. Thì thứ nhất á, các bạn phải tính biết được cái điện áp và cái dòng điện nó ra của cái tải của mình là như thế nào. Ở đây nè các bạn. Đây, như các bạn muốn tính được cái điện áp khoảng bao nhiêu volt á, rồi tải cái dòng điện của tải là bao nhiêu á, thì các bạn phải biết được nha. Từ đó mình mới tính được cái giá trị tụ C1. Cái yêu cầu của mình đó bạn, mình biết được điện áp và dòng điện ha. Như các bạn mình muốn hỏi nói á, là ví dụ cái đèn led này nè. Như đây là một cái đèn led thì các bạn muốn tính được á, ước lượng được cái dòng qua mấy chiếc led này á, là khoảng 20 mA. Thì các bạn tính ra sao? Đây, các bạn dựa vào cái cách ráp mạch như thế này. Các bạn tính cho được cái trở kháng ZC của cái tụ này, tụ C1 này các bạn. Ở đây á, các bạn tính được trở kháng ZC nó sẽ bằng 220 mà chia cho cái dòng của mình yêu cầu á là 20 mA, nó bằng 0.22 A nha các bạn. ZC của mình á nó sẽ bằng U chia Y, trong đó U của mình á là 220 V và chia Y là cái dòng điện mình yêu cầu á là khoảng 20 mA, thì mình tính ra được là khoảng là 11 kg nha các bạn. Trở sáng của mình là 11 kg. Thì mình có cái công thức mà tính được điện dung của tụ á. Ở đây là ZC sẽ bằng 1 trên C omega. Omega ở đây á sẽ bằng 2 pf. Cái này là nói chung là cái công thức vật lý các bạn có thể học từ phổ thông á, hoặc là các bạn trên học chuyên trên trường đại học cao đẳng gì đó, hoặc chuyên nghề người ta sẽ nói về cái công thức này các bạn. Nói chung là các bạn ngay các bạn học ở trường á, cấp 2, cấp 3 thì người ta đã cũng đã dạy như vậy rồi. Thì các bạn tính toán tính được cái giá trị C cho mình. C của mình á sẽ bằng là 1 chia 3.4 nè. Cái F của mình là F là cái tần số dòng điện của mình á là 50 Hz nha. B là 3.4. Thì suy mình suy ra được á, cái C của mình á sẽ bằng 3.14 nhân với C. Chất sơ nãy mình đã tính ra được ở trên đây là khoảng 11 kg, 11 x 10 mũ 3 ohm nữa bạn. Tại vì cái công thức của mình á
cái sơ của mình á nó tính bằng farad nha các bạn, còn giác sơ của mình á nó tính bằng ohm. Thì các bạn cứ đổi ra nha, cái sơ nào tính bằng farad, cái gì farad thì mình sẽ tính được á là khoảng là 2,9 microfarad nha các bạn. Một farad sẽ bằng 2,9 nhân 10 mũ 3 microfarad, là nói chung là một farad sẽ bằng 1000 microfarad. Thì mình sẽ tính được cái giá trị C này á, đối với cái dòng mà 20mA này thì mình tính được khoảng là 2,9 microfarad nha các bạn. Còn cái giá trị cái tụ gốm này nó ghi sao nha các bạn, đây ở trên đây nè các bạn, như các bạn nhìn thấy trên đây á, nó ghi ra 105G nha các bạn. Cái G, chữ G này, mấy cái này là sai số mình không quan tâm, 105G nè, sai số. Còn quan trọng số 3 số đầu của cái giá trị tụ này nó tính như thế nào. Mình giả sử như các bạn đọc được cái giá trị trên tụ á, nó ghi 225, tất nhiên á là nó bằng 22 x 10 mũ 5 picofarad nha các bạn. Thì các bạn tính ra được á, nó ra là khoảng là 2,2 microfarad. Thì lúc nãy á, mình đã nói các bạn á, các bạn muốn thiết kế một cái mạch nguồn hạ áp mà cái dòng ra nó khoảng 20mA, thì các bạn tính được cái giá trị về thực tế của nó là khoảng 29 microfarad. Nhưng mà trên ngoài thị trường á, nó không có cái con tụ gốm nè 29 microfarad, thì các bạn có thể lấy con tụ tương đương nha các bạn. Như cái giá trị ở ngoài nó 225 là 2,2 microfarad, hoặc các bạn có thể lấy cái giá trị tụ điện á, nó lớn hơn nha các bạn. Thì các bạn tính toán sao mà cái giá trị này á các bạn, nó có dùng gần kề với giá trị mà tụ điện ở trên đây nó ghi thực tế. Còn cái điện áp làm việc á, tất nhiên các bạn quan trọng nhất á là cái điện áp nè, nó phải lớn hơn 220V nha các bạn. Ở đây là phải từ 400V trở lên nha, không thôi á, hoặc là 250V trở lên. Không thôi mà các bạn mà lấy điện áp mà dưới á, nó khi mà các bạn cấp nguồn vô là nổ tụ liền nha các bạn. Tại vì cái điện áp làm việc của nó sẽ thấp hơn cái điện áp ngõ vào á, thì cái tụ này nó không chịu được là nó sẽ nổ tụ ha. Như vậy mà đối với cái mạch nguồn hạ áp á, cái quan trọng nhất của mình á là các bạn tính được cái giá trị tụ C1 nè. Mà muốn tính được cái giá trị tụ C1 á, thì các bạn tính muốn biết được cái điện áp ngõ ra và cái dòng điện ngõ ra khoảng bao nhiêu nha các bạn. Mà từ đó mà các bạn tính được cái giá trị tụ C1 để mà các bạn hạ áp thành cái nguồn điện áp thấp để mà cung cấp cho tải. Tải của mình ở đây có thể là cái motor nhỏ hoặc là mấy cái đèn LED nè các bạn. Thì mình ở đây mình nói về cái đèn LED thì các bạn có thể tính toán được cái đèn LED nha các bạn. Thì trong mạch này á, ví dụ đèn LED nó mắc nối tiếp á, mấy con bao nhiêu con LED mắc nối tiếp, hoặc là hai con LED nối tiếp mắc song song với nhau á, thì một trong một nhánh á, thì các bạn có thể tính toán được y hệt như vậy. Quan trọng là mình tính được, biết được cái dòng điện cho cái đèn LED này bao nhiêu để mà mình suy ra được cái giá trị tụ C1 cần thiết mắc cho trong mạch nha các bạn. Rồi, vậy là video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á, các bạn có thể để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp của mình. Chào các bạn.